Sau hai lần gửi đơn xin rút khỏi đội tuyển quốc gia, cuối cùng Nguyễn Thị Ánh Viên cũng được chấp thuận. Cô sẽ không có mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam tranh tài ở SEA Games 31 vào tháng 5 năm 2022. Quyết định trên vừa được đưa ra sau buổi làm việc của Tổng cục Thể dục Thể thao với đại diện Đoàn Thể thao Quân đội, nơi Ánh Viên thuộc biên chế chính thức. Theo lãnh đạo vụ thể thao thành tích cao 2 và bộ môn bơi Tổng cục Thể dục Thể thao, quyết định với Ánh Viên chỉ là dừng tập huấn trong năm 2021 và đội tuyển quốc gia vẫn luôn chào đón nếu cô có ý định trở lại. Ánh Viên vẫn sẽ thi đấu dưới màu áo đoàn quân đội và sự kiện lớn trong năm 2022 mà Ánh Viên dự kiến tham dự sẽ là Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Trước mắt, Ánh Viên muốn dành thời gian cho gia đình và hoàn thành chương trình học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.